Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và để tiếp tục, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi, nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Độc quyền thanh niên để giữ độc tài do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nổi tiếng. Cái gì cũng ăn, việc gì cũng phải có tiền. Này lại độc quyền nắm thanh niên để tiếp tục độc tài. Việc này tuy không mới nhưng đã được tái khẳng định trong dự luật thanh niên sửa đổi và được Quốc hội thảo luận ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, Quốc hội đã hoãn biểu quyết đến kỳ họp sau, kỳ chính. Vậy là thêm một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chà đạp lên hiến pháp 2013. Vì trong khi ra luật để hợp pháp hóa quyền lập hội, hội họp và biểu tình của các tổ chức của nhà nước thì đảng lại không cho phép dân làm những điều này. Những hoạt động của các tổ chức do đảng thành lập gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và những tổ chức khác trong mặt trận tổ quốc như hội nhà báo, hội nhà văn, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, hội phụ nữ, hội cụ chứng binh, vân vân đã chứng minh cho chính sách kỳ thị này. Vì vậy, đảng duy nhất cầm quyền Cộng sản đã vi phạm Điều 25 Hiến pháp, theo đó công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định vi phạm trọng chất. Trước hết, hãy gạt sang một bên chuyện nhắc lại cũng bằng thừa là Việt Nam Cộng sản chưa bao giờ dám cho dân có cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chính. Nhà nước qua các tổ chức và cơ quan đảng đã nắm hết báo, đại để độc quyền thông tin. Tư nhân không được quyền ra báo, lập đại nên những cái loa tuyên truyền của đảng vẫn cứ cản cổ nói bừa rằng việt nam có tự do báo chí là những người mắc bệnh tâm thần nặng vì vậy các quyền khác gồm hội họp lập hội biểu tình dù đã viết trong nhiều hiến pháp vẫn chỉ là những món hàng trang trí giả hiệu lý do vì bao năm qua quốc hội vẫn chưa có luật để thông qua lý do thì vô kể nhưng cơ bản của sự chậm trễ làm luật đã được ủy ban thường vụ quốc hội cơ chế xét các dự thảo luật trước khi đem vào nghị trình họp và phía chính phủ thường đưa ra là còn nhiều ý kiến khác biệt hay đề nghị hay xin hoãn lại kỳ họp sau để bổ túc thậm chí còn có những cái mồm loa mép giải từ phía lãnh đạo đảng và nhà nước cho rằng đó là những vấn đề rất nhạy cảm và cần nghiên cứu kỹ lưỡng để kéo dài thời gian hoãn như trường hợp của hai luật lập hội và biểu tình. Quyền đảng phải ưu tiên. Nhưng khi thấy luật nào đem lại quyền lợi cho đảng, thì các bộ, ngành liên hệ, tác giả có dự luật lại sốt sánh, làm nhanh như trường hợp của luật thanh niên sửa đổi. Lý do sửa đổi vì luật thanh niên ra đời lần đầu vào năm 2005 có nhiều điều không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói trước Quốc hội ngày 15 tháng 11 năm 2019. Sau 13 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện luật thanh niên đã bộc lộ một số tồn tại và bất cập. Một số quy định của luật khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách khác, như chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, quy định về trách nhiệm của nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu nguồn lực thực hiện luật. Cộng thông tin quốc hội. Nhưng sửa đổi có đem lại dân chủ và quyền tự quyết cho thanh niên không? Hay chỉ cũng cố mục đích cốt lõi của Đảng là phải nắm thanh niên để quản lý và thanh niên phải phục vụ Đảng và có nhiệm vụ bảo vệ xã hội chủ nghĩa, lối nói Ngụy Trang về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nếu muốn giám sát hay phát biện lại những việc làm của nhà nước mà mình không tán thành thì việc này phải qua trung gian Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng lập ra. Do đó, Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức có nhiều quyền hành tương đương với mặt trận tổ quốc tổ chức ngoại vi lớn nhất và quan trọng nhất của đảng. Điểm khác biệt là chỗ Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nơi cung cấp đội ngũ lãnh đạo kế thừa cho đảng. Trường hợp của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng là tỷ dụ điển hình. Ông Thưởng từng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2006 tuyên truyền và tiêu tiền luật mới quy định nhà nước quản lý thanh niên từ trung ương xuống cơ sở ngân sách nhà nước và địa phương đại thọ mọi chi tiêu của thanh niên cộng sản hồ chí minh và các tổ chức chính trị và xã hội khác một bộ phận cán bộ đảng viên ăn lương từ tiền đóng thuế của dân cũng được phân phối giúp việc các tổ chức thanh niên và các tổ chức khác do đó thanh niên phải biết ăn cây nào rào cây ấy như quy định trong Điều 33 luật thanh niên mới. Theo đó, thứ nhất, thanh niên có trách nhiệm phải gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước. Thứ hai, thanh niên phải tích cực tham gia đấu tranh với các hoạt động có âm mưu gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Như vậy, thanh niên có phải là tay sai hay là những kẻ chạy cờ hoặc là nô bộc của đảng hay không. Nhưng trong luật mới, như viết trong điều 49 là lương lẹo giấu bàn tay của đảng trong các tổ chức thanh niên và các tổ chức khác, điều này viết nguyên văn. Thứ nhất, tổ chức thanh niên là tổ chức tự nguyện của thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, tổ chức thanh niên bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật. Nếu là tự nguyện thì tại sao lại có chuyện rân rang trong nội bộ thanh niên rằng muốn có việc làm không bị làm khó khi thi tốt nghiệp ra trường thì học sinh và sinh viên phải làm hai điều tham gia các tổ chức của đảng học chuyên cần về chủ nghĩa mắc lê ninh và tư tưởng cộng sản hồ chí minh cộng thêm với việc gọi là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cũng vì vải thưa không che được mắt thánh nên tính tay sai chạy cờ hiệu của các tổ chức chính trị xã hội do đảng thành lập và nuôi ăn bằng tiền mồ hôi nước mắt của dân đã lộ ra giữa bàn dân thiên hạ trong nhiều dịp. bằng chứng này đã được xác nhận qua lời tuyên bố của bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương tại Hà Nội, ngày 14 tháng 3, 2019. Theo tin của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Việt Nam tức là Institute for Economic and Policy Research, đưa ra năm 2018, thì tổng kinh phí hàng năm chi cho các tổ chức này được khoảng là 14.000 tỷ đồng. Việc này nói thêm rằng nếu tính cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác thì chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm dao động từ 45.000 600 đến 68.100 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 1 tới 1,7% GDP, tức là tổng sản lượng nội địa. Theo thống kê của Việt Nam thì trong năm 2016, ngân sách nhà nước cũng đã chi ra tới 1,6 nghìn tỷ đồng chỉ riêng cho 7 tổ chức chính trị, xã hội gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tổng Liên đoàn Lao động và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo báo Giáo dục ngày 6 tháng 9 năm 2018. Với số tiền khổng lồ như thế, có ai biết các tổ chức này đã làm gì cho dân hay chỉ là những kẻ ăn hại đái nát trong nhiều chục năm nay? Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nào mình cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.